Chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Vâng, ngày hôm nay thì em xin phép review lại chiếc xe bản số đang đeo là 92A02034 này. Con xe này thì cái thời gian vừa rồi thì có một anh trai ảnh cũng đã chuyển và ảnh chốt cọc con xe này cho bên em, nhưng trong tình hình thì đang bị dịch rất là căng thẳng thì anh trai không thể nào đi khỏi nơi cư trú, và anh trai kêu em là bán được con xe này cho người nào được thì cứ bán. Ngày hôm nay em review lại cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo, và anh chị cô chú nào trong khu vực những tỉnh lân cận như là từ Nha Trang đổ về tới Long An, Bến Tre vòng vòng ở đây thì cứ xin vui lòng điện thoại cho em nhé. Còn những khu vực mà đang bị vùng cấm, chẳng hạn như khu vực mà đang bị ở trong cái lệnh cấm thì em không giao xe được nhé, tại vì vô đó là người ta không cho mình vô nha quý anh chị. Và em xin review lại chiếc xe này cho tất cả các cô chú và anh chị. Lấy con xe này về mình phục vụ công việc tập lái tập chạy, che mưa đi che nắng, chạy những ngày cuối năm này ha, đi chơi Tết cũng rất là ok nha quý anh chị. Tên em nó là Mazda 323, sản xuất năm 1995, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, đồng sơn si rất đẹp nha anh chị nha, nước sơn màu trắng rất là ok. Bên em bán cho quý anh chị của chú với giá thành là 43 triệu cho chiếc Mazda 323 này. Cái giá này là em xuống giá rồi nha quý anh chị nha. Quý anh chị mua thì cũng đừng có mặc cả giá với em nữa nha. Tại vì với chiếc xe mà 43 triệu thì xe này em cũng đã xuống giá cho quý anh chị rồi. Mong quý anh chị và cô chú cũng đừng mặc cả. Đồng sơn xe rất là đẹp nha anh chị nha. Dung tích xi lanh là 1.5 thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 6 lít trên 100 cây số. Đăng kiểm thì bên em mới vừa đăng kiểm cho quý anh chị luôn. Anh chị cứ tha hồ chạy ha. Đăng kiểm cũng rất là lâu. Nước sơn bề ngoài của em nó màu trắng, form dáng thì cũng rất khá là ok, rất bắt mắt. Vỏ lớp này thì cũng còn được coi như là 50-60%. Đó, em đi một vòng cho quý anh chị cùng tham khảo ha. Nước sơn màu trắng rất là đẹp. Xe này thì anh chị lấy về tập chạy tập lái rất là ok ha. Xe thì có hỗ trợ camera gear. Đây, có một bộ camera gear, gắn camera gear cho quý anh chị. Nào, tập lái thì có sự độ an toàn nó cao hơn một tí ha. Với một phân khúc là 43 triệu thì anh chị sở hữu ngay chiếc xe Mazda 323 này. Đây là nội thất bên trong của em nó, đồng sơn si rất là đẹp ha. Nội thất 4 tấc bi nỉ, kính bấm. Anh chị ha. Tấc bi nỉ nè. Ghế, một dàn ghế nỉ rất là sạch sẽ. Xe mà em nó còn giữ được một cái hình lớp mà dàn ghế như vậy thì quý anh chị thấy nè, nỉ zin theo xe rất là ok anh chị ha, rất sạch, rất đẹp. Một phân khúc 43 triệu thôi, anh chị sở hữu ngay chiếc xe này liền. Đây là cánh cửa tài, cánh cửa được sử dụng nhiều nhất. Đó. Xe tập chạy tập lái che nắng che mưa, với một chiếc xe với một con khúc 40 mấy triệu như vậy thì con xe này quá hợp lý, quá sạch sẽ. Xe này rất đẹp, lấy về chạy luôn, không phải dọn giết gì hết anh chị nha. Số sàn 5 cấp nha. Đó, vô lăng 3 chấu ha. Nội thất ghế rất là đẹp, rất là sạch. Trần bọc luôn, đó, trần này bọc trần da. Đó, kèo cột, những nút đinh tán của nhà sản xuất tuy rằng em nó cũ nhưng vẫn còn hết nè quý anh chị nè. Đó, không sâu đẩy, không cứng đục vô xương nha anh chị nha. Va quẹt khúc đầu khúc đích thì cái chuyện đó là bình thường chị ha, với một chiếc xe cũ thì không thể nào tránh khỏi những cái điều đó được. Và quan trọng là xương trụ xương trụ A trụ B, xương sẩu em nó không có bị vô sâu, còn ba cái cản khớp này bị va quẹt chày sơn lại thì bình thường. Con xe này thì nước sơn zin không phải là sơn zin đâu nha quý anh chị, này sơn lại nha anh chị nha, sơn lại nguyên con này nha. Nên chị đừng thắc mắc, dòng xe cũ mà mình phải sơn đi sơn lại, máy móc được cũng phải làm rồi nha quý anh chị, bắt buộc phải làm tại nó quá lâu rồi. Chứ còn zin độ zin nguyên chất của em nó thì không thể nào có nha anh chị nha, tại vì xe cũ mà. Đó, sơn thì sơn hết lại rồi, sơn đẹp rồi. Đó, tắp bi nội thất rất sạch sẽ. Đó, những cái hộp tùy chân nào quý anh chị. Đó, tùy chân này đi lên đi xuống này kìa ha. Rất là đẹp ha. Đó, xe này anh chị lấy rồi chỉ việc chạy thôi, đâu phải làm gì nữa. Tại vì bên em cũng đã dọn hết cho quý anh chị rồi. Sơn si đẹp. Máy móc ok, đăng kiểm mới. Đó, anh chị thấy nè. Tắp bi tắp lô rất ok ha. Đó. Kèo cột rất đẹp. Với một phân khúc 43 triệu thì anh chị sở hữu ngay chiếc xe này nha. Chị nào thích thì sở hữu chiếc xe này xin vui lòng điện thoại cho em, số điện thoại đó là 0983029131 hoặc 0796822220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm cho quý anh chị ha. Và bây giờ em sẽ đi sâu vào chi tiết ở bên trong hệ thống buồng lái của xe này em nó có những gì. Số sàn thì 5 cấp nha quý anh chị, đây cụ tỏi số của em đó. Xe thì có trang bị một dàn nhạc, máy lạnh thì ok rồi, anh chị khỏi cứ an tâm, máy lạnh có. Đây là một cái màn hình, lột cái này ra cho nó sáng cho đẹp anh chị ha. Cái này là màn hình cam gear, đây. Này bắt mới luôn nha anh chị nha, đó, lột ra luôn, mới luôn á. Thì
bật chìa khóa lên thì tự động em nó sẽ có cam lùi luôn. Em câu kiểu này là lúc nào mình chạy á nó cũng có giống như một thêm một con mắt ở đằng sau cho quý anh chị tập lái, nó rất là an tâm đó. Và đột thêm mấy công tắc bên này đó, mình thích thì mình tắt đi thì em nó sẽ tắt, còn không thì mình cứ bật luôn chị. Đó, lúc nào mình chạy nó cũng có một con mắt ở đằng sau mình quan sát như vậy, nó là một cái độ an toàn cực kỳ cao chị ha. Xe này thì tay lái thì nó không có là trợ lực nha anh chị nha, nó phải trợ lực điện, nhưng chạy nó rất là nhẹ nha anh chị, chạy nhẹ như trợ lực nha anh chị nha, anh chị lưu ý giúp em nha. Xe du lịch thì dòng mấy dòng này thì nó không có trợ lực điện đâu, nhưng khi mình chạy thì nó nhẹ y chang trợ lực của chạy ha, chạy rất có cảm giác ha. Đèn còi xi nhan đầy đủ nha quý anh chị, nó cam kết là chị chạy là nhẹ như trợ lực luôn, khi ba lăng bánh là nhẹ như trợ lực luôn. Kính thì kính bấm nha quý anh chị, đó, kính bấm. Giờ em sẽ quay cái thang cướp cho quý anh chị cùng tham khảo ha, đèn còi xi nhan đầy đủ. Đó, máy móc thì hiện tại em nó đang nổ rất là êm nha quý anh chị, máy móc rất khô ráo và sạch sẽ anh chị ha. Đó, với một phân khúc một chiếc xe cũ như vậy là quá là ok rồi, với tiền là 43 triệu. Tại con xe này thì dung tích xy lanh của em nó là 1.5 thì đổi tiêu hai nguyên liệu của em nó chỉ là 60 lít trên 100 cây số thôi nha quý anh chị. Đó, dàn viết đồ rất ok, xe thì có trang bị một tấm nỉ để chống nóng, máy móc anh chị ha, nổ rất là êm, rất là tuyệt hợp. Đèn bọng nè, đèn bọng rất sáng chị ha, rất là ok. Rồi bây giờ em sẽ quay về cái dàn khung gầm cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo về chiếc Mazda 323 này ha. Thì với một dàn gầm của con xe này thì em nó cũng còn rất là ok nha quý anh chị. Đó, không có lỗ nào lỗ mà lỗ chà bá đâu nha anh chị nha, không có bù phép nha, gầm luôn nha anh chị nha. Gầm dù nó một hai chỗ nó lem hem thì nó bị hang tỉ thôi, thì xe cũ cái điều đó là tất nhiên nha quý anh chị. Đó, sexy chị ha, rất đẹp ha. Trong xe như vậy thì với dàn gầm như vậy thì với một chiếc xe cũ như vậy thì em nó là quá là ok rồi anh chị. Đó, chạy rất đầm, xe này chạy rất đầm, rất chắc. Đó, hai thanh lường là vẫn còn nguyên chỉnh hết luôn ha. Đó, đây là dàn gầm ở đằng sau à quý chị ha, em nó rất là ok ha. Nói chung phân khúc xe cũ thì dàn gầm như vậy cũng quá đẹp rồi. Đây là gầm ở bên phụ nè anh chị. Đây học về vỏ bánh này cũng còn khá là dày, được 70%. Rất là ok. Đó, một phân khúc thì với một số tiền 43 triệu quý anh chị sở hữu ngay chiếc Mazda 323 sản xuất năm 1995, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn này. Đó quý anh chị ha. Đồng sơn xây nội thất rất ok ha. Anh chị nào thích mua chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em, số điện thoại là 0796822220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn thêm cho quý anh chị nhé. Em sẽ lướt sơ một dòng sơ qua cho quý anh chị cùng tham khảo. Con xe này thì anh chị lấy và chỉ việc lăn bánh chạy thôi, cũng không phải sửa chữa gì cả. Xe thì đã rất là ok rồi, khá là ok rồi. Đồng sơn xi sạch sẽ, đăng kiểm còn dài. Đó. Máy móc khô ráo. Bao anh chị chạy xe nha, chạy xe rất là ok ha. Máy móc sạch sẽ. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Ô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.